Mấy mình đang đứng không phải là à, là có một người con rồi con chết hả? Có đủ rồi con chết chết nữa rồi nào nói mà nội có con không? Có đứa con không ạ? Rồi con nội đâu? Trời ơi, nó giết cái trong bụng đình chết rồi hả? Tính rồi, nó còn ai? Chết rồi. Tính rồi. Rồi cho nên nội mới sống một mình luôn tới bây giờ. Ừ. Đứa con mau rồi. Là mới bị bệnh hả? Đâu nhớ đâu, có đứa con. Trời ơi, có đứa con. Dạ. Con hình nó bữa nào mình vui rồi. Vậy đó hả anh? Có đứa con. À là có nào? Một người con thôi mà con mất luôn. Trời con chết rồi. Vậy đó hả? Trong đây nè. Thằng dính cái gì? Tổng thanh tỉnh không? Sao chết? Chết chưa? Chứ còn người đình nữa đem lên chứ giờ cống hay nặng tập bà không biết lỗi hả? Đứng lỗi sao đứng rồi người đòn mà đứng lỗi nhưng mà chết chứ xong hả nội hay đem cầu đình á cắt cổ mà còn quá gì tới giờ đó à có nghĩa là vậy? Bị chấn động tâm lý không phải mà nói vậy à, mấy chục năm nay vậy đó hả? Đúng rồi mà lúc trước không bị vậy phải không? Đâu có không có hỏi chạy đưa đò. Dạ. Mà hỏi nó coi, tôi đưa đò. Đưa đò hả? Đó nội đưa đò. Trời ơi. Tao đưa đò nữa. Bà nội đưa đò chắc đắt lắm luôn á. Xưa bà đưa đò nè. Đó, đưa đò thấy không? Thấy không? Đưa đò vậy không hả? Đưa đò. Trời ơi. Đưa đò hay lắm mà. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tội nghiệp nội quá vợ thương. Đưa đò rồi hỏi con đưa đò không? Dây động lại. Dạ. Đưa đò hay lắm mà. Là mình chèo đò hả nội? Trời ơi. Chừng mấy? Chạy máy hả? Ừ. Giỏi vậy luôn á hả? Nó hỏi mà chạy máy á. Chạy máy luôn. Ừ. Trời ơi, vậy mà nội đó giỏi dữ vậy. Thì đó hả? Buôn bán hay lắm. Buôn bán luôn. Rồi từ ngày con nội mất cho nên nội mới vậy đó hả? Mong nhớ rồi. Trời ơi, thương mà không nhớ. Không nhớ phải không? Không nhớ luôn. Không nhớ không? Không nhớ. Không nhớ đi hoài liền chú nghĩ luôn vậy. Dạ. Không nữa. Ủa. Không phải đâu. Phải không? Có đi ra ngoài nhà hả? Để bãi nhà quên đi con dép chứ dép người ta nói người ta mua cho mua dạ. Không mua cạc nữa đó à mày ghi đây đi chắc tay chút tay gì vậy đó hả vậy vậy anh thân thiện vậy là anh cũng ở sớm nội hồi đó giờ luôn hả ở đó nó không đi đâu à. Nói nào hả à? Ai biết nói nào nội nhớ anh đó không không nhớ nói nào chứ nào mà biết nữa nào rồi nội con đâu biết đâu tại con mới nói vậy đi không à nào. Không phải mà. Ai vậy? Nè nè con đoàn ấy còn ở đó không đi rồi hả đi đâu rồi ai biết đi rồi chết rồi không phải mà mày không biết con về đó con chút dạ chút con về ờ về nữa chồng đâu nội, nhận, nội, hả nội về con mới về thôi mày mày ở lên chơi là ở chỗ chú nói ông phình thôi ở đây chơi đi hồi ổng qua ổng rước con về thôi rồi nè ở đây hả dạ thôi mẹ thôi hay là lại đằng con chơi không thôi mày mời hả mẹ lại nhà con chơi mời lại chú hù lại cặt điện nó đóng thình chú hù kéo đóng thình xong rồi chú hù mới đèn đóng mới đèn dạ đông nữa nè nè đoạn tết thiện hả tết thiện á ha chú biết cặt ồ không phải rồi không phải mà vừa lấy gạo bà nội là có cái câu ngày mơi cái hả? Gì bà nội cũng hẹn ngày mơi chứ mơi thôi mẹ tối hôm đánh cái ngồi chút mà dạ một ngày hôm rồi ngủ rồi đây sao nó nước mình con mới nghe hôm luôn rồi mình trong mình về nắng hả dạ ờ con đi đây con mày ghi anh chút cái gì à mẹ không về ta ở đây hoài mẹ không về ta ở đây hoài không phải kêu quá quá rồi không á tự lâu hoài à kêu con về đắng đi con nó mày không về ta ở đây hoài à mày ghi anh chút cái gì à chút gì à nói bà ngồi ống gió chứ mà về nói à bà nội kêu về đắng đi con rồi à. Nội ngồi chút nữa về mà chút mà mày không về thì tao ngồi đây hoài lúc mua cái ăn món gãi này ông kêu bà nói gì nói dắt về con hơi nó lóc thật á nó lóc gì. Rồi sao về nội làm hả vậy? Mần lấy người ta mần mần người mần sao mần nãy nội không mượn người ta mần cho nội luôn có thôi gì con làm cái kho ba để trứng mà để kho ba ba cửa cá rồi ba để lên chỗ ba đá cái ba đem cho kho xong ba lấy trứng ba kho luôn không phải mà mẹ không biết nội này như lên mày cũng có vừa lòng trái thiệt hả trái thiệt à phải không không biết nội lại đâu rồi ngoan gì đây mày chú gì à đó gì đây chú gì à được rồi trong một rạm luôn đây là còn qua không còn dạ tại những cái lốc cái này mấy là mấy thằng lan cái lốc thiệt à
mày ốc. Rồi nãy giờ hả? Nói ăn gì chưa? Ốc hả? Dạ. Ăn gì? Có ăn không gì ăn chưa? Ăn cùm dưới giường rồi. Mà mua vườn trong trăm nha. Mua gì? Đường á. Đường ha, đường cát á ha. Dạ. Sáng lại mua đường người ta. Mua đường với đường cái... á. Dạ, rồi nhớ. Là ăn với đồ dép. À, với chén nữa, quên nữa, tới ngoài đầu rồi. Bà đi chợ sao bà quên đôi dép, bà đi chân không luôn. Ừ. Đọc nữa à. Mới kêu mua đôi dép nè. Mua dép làm ăn. Dạ. Mua đôi dép mà cũng được. Mua đôi dép em, đôi dép em bé. Chân bà nội, chân bà nội đâu, bằng chân con không? Không có, không có bao nhiêu. Rồi, chắc cỡ chân con quá. Mua dép em bé rồi bà em bằng. Đúng rồi, bà nội rồi, mua dép. Chắc con tính nè. Dạ. Nó ngang làm của. Con tính lại, bà nội còn phát lắm nè. Chiều cao của bà lắm như chị Úc Năm vậy đó. Đó, đó. Mày ghi vậy rồi mời mua dép tặng. Dạ, mua đôi dép. Rồi, nhớ rồi. Mua dép á, để ghi dưa hả, trái dưa, mày ghi dưa bón chút kìa. Dạ. Mấy ốc còn hả? Mấy ốc còn hả? Dạ còn. Sợ mất con cá hoài à. Cá, để mua cá người ta mần thăm kiểu. Dạ. Mần cá mần về cá chiên hả? Trong rồi. Chiên đừng có nấu chua. Dạ. Nhưng mà mần nó lóc rồi nữa. Cái đem mần, mần là muối, muối chút cái bắn nước sôi nó không chua. Muối sôi mở vô chứ. Chụp quỷ phá nữa à. Bà nội phá nhiều quỷ. Đó đó. Bà nội phá nhiều quỷ. Bà về em chút rồi vậy. Dạ. Đi về đây con, chút rồi vậy. Có quỷ rét, hay là bắn hoạt, bắn một lần. Cái đất còn hả? Còn. Dạ còn. Chẳng thấy cái bé có lóc bự không? Cái gói thì chăn á. Cái chăn tưởng dễ thương quá. Ồ, thương cặc. Thương cái lồn. Thôi không có nói vậy với con nít nha nội. Nha. Đi đến, đi dạ. Đến chút gì. Nói chuyện với con nít đừng nói vậy nha. Để phá. Đi đến. Để phá nó, mình tính chung chìa. Mình tâm ngàn. Mình tâm ngàn. Xin ai? Tâm cho. Xin nội hả? Vì em chút có gì mà không được lắm được à. Rồi thôi con không về, nội không về. Mà, nội không về, con không hả? Về. Gần đây hả? Dạ. Gần khác bên qua cầu tới rồi nè. Được qua cầu tới hả? Dạ. Ờ nội. Con hỏi nội này nè. Hôm qua ai vô quay bà nội vậy? Ai vô quay? Hôm qua có người nào vô quay bà nội vậy? Nội nào? Cháu nội. Thường nhỏ cháu nội. Cháu nội đâu cháu nội. Thằng nội chẳng có. Thằng nào vô quay nội kìa. Thằng nào? Thằng quỷ. Chồng mày chứ thằng nào? Đâu có, còn thằng khác nữa. Ồ, không biết thằng nào. Còn? Thằng đoan ấy, bệnh. Dạ. Thằng đoan, chết rồi. Không có. Trời ơi, chết rồi. Hôm qua ai vô? Hôm qua đâu? Người kia. Được ba bữa, chết rồi. Nội không nhớ. Này chết rồi, đi chụp tóc rồi, không mở lại lần. Dạ. Thằng chính nó khá. Mày về đi chứ, mày về. Thằng cái lóc còn hả? Còn, hỏi cái lóc hoài. Cái gì lại mất cái lóc. Đó, cứ sợ mất cá lóc hoài à. Vậy giờ nè, con hỏi nội nè, con cá lóc với trái bầu về nấu canh gì? Được. Bây giờ mình cá lóc ha. Dạ. Cá lóc rồi giống muốn chút ha. Muốn dạ. Chút rồi. Xong bắt nó sôi. Dạ. Ai nấu hay màu. Nấu màu rồi bỏ vô. Nó sôi rồi bỏ con cá lóc rồi. Dạ. Bằng vậy ăn nó được. Cái mình ăn cái gì mình nấu cơ bỏ vô nó. Nó quên. Vậy là cá lóc với trái bầu về là nấu canh bầu. Đúng không? Mình chứ không phải nấu canh chua. Không phải nấu canh chua. Cá bầu. Đó à, chú chua ông màu nậu thì chú chua. Vì mà muốn chút ha, mà mần muốn chút ha. Để mình đầu bầm bầu ha. Dạ. Nước sôi bỏ thì để bầu vô ha. Rồi cái lóc rồi, nước sôi nữa. Để cái lóc bỏ vô. Dạ. Nước sôi nữa bỏ vô. Dạ. Nước sôi mà bỏ vô mình nấu canh đình. Vậy đó hả? Đúng không? Dạ. Nước mần, cái thăm nước mần, trời mới nấu mần là hay lắm à. Vậy đó hả? Được á. Nấu đi. Thế đó. Dạ. Nước cặp. Rồi biết kho cá không? Dạ con kho. Sao biết? Trời ơi. Kho sao nội chỉ con với con. Cá hay gì? Dạ. Có củ hành ha. Củ hành lớn rồi, ngủ cay đây ăn hành. Dạ. Bây giờ đâm nhỏ, đâm. Bóp cho. Dạ. Nhỏ. Bóp cho cái này. Cái xù, bỏ. Cái bầu vô, hồi rồi. Cái xù nó bỏ cái cá lóc rồi. Chỉ nó canh phải chứ. Tôi xong mình, nó canh bỏ. Cái bồng nó cũng giống năng à. Cái nói. Thấy không? Dạ. Mày miếng mận, miếng sao miếng mận. Một quỷ nữa phá nữa. Mày về đi, chút thôi gì. Thôi, ở đây học nấu ăn. Không ăn gì. Học nấu quà. Ăn từ cách nấu ăn của nội. Thôi rồi. Ở trứng con gà. Mày đi mưa dưới rồi.
Trời ơi, nhát. Bữa nay bảy chưa không ngủ chưa phải không? Chừng mấy rồi? Nội, bữa nay nội không có ngủ chưa hả? Hả? Bữa nay nội không có ngủ chưa phải không? Hả? Bữa nay bà nội không có ngủ hả? Ngủ gì? Ngủ cả. Ngủ hoài. Hả? Ngủ gì? Ngủ hỏi hoài. Tính hỏi hoài sao ngủ được? Hỏi hoài không ngủ được. Dạ. Hỏi hoài sao ngủ được? Dạ. Đóng cửa rồi mở cửa. Không có ngủ mở. À. Tính phá lắm à. Uh-huh. Ai cũng phá hết trơn vậy đó hả? Phá lắm à. Ở sớm nội ăn phá nội chưa đó hả? Thằng tính nó phái lắm. Vậy hả? Với ngọn chết, ngọn nó bắn không gầy. Cháu cuộc. Dạ. Không biết phụ chứ, không biết ngủ gầy còn, không biết. Lỏng mà. Vô làm gì lên đây, chút cơ người. Dạ. Có lúc về đi chút thôi. Về đi chút về, mày không về, tao không về vậy? Phải không? Bà nội nói vậy đúng không? Tao không về, tao ngồi hoài. Mày không về, tao ngồi hoài. Tính nó phái lắm. Dạ. Phái lắm. Về. Dạ. Về chút mình về. Dạ. Không về, tao ngồi hoài. Dạ. Có lúc rồi nhỉ? Bà nội ngồi đây hoài, con cũng ở đây hoài. Dạ. Luôn. Bà về mua nằm mua bì ha. Với chấm hành á. Dạ. Cúng bầu. Cúng chích á. Dạ. Cúng bầu à. Cúng bầu rồi. Cúng bầu rồi nè. Dạ. Vì nấu tay. Cúng rồi chú. Không dân gì mà ăn. Không khỏi mua ha. Dạ. Đi đây con. Tốn rồi không có đường đâu. Dạ. Dạ. Mời mày về qua không có sao rồi là chưa rồi họ mày đặt cuốn na đặt cuốn lòng cuốn ngâm rất á mời lãnh lương lãnh lương chưa bà nội lãnh lương chưa chưa lãnh chuẩn bấy hả buồn lấy không buồn lấy rồi họ mới gửi từ bữa sinh nhật thứ bảy người này lãnh thứ bảy người thứ bảy lãnh nhật dạ bữa nay tháng bảy bây giờ mua quên lãnh bữa nay tháng bảy lấy chưa. Dạ. Bốn triệu mấy. Thì về đến trăm mơ, trăm mơ lại mua. Mơ lại làm một cái anh. Năm gói mì ha. Dạ. Tép hành. Năm gói mì. Ở. Năm gói mì. Ở. Tép hành. Ở. Miếng khăn động đầu. Với cái khăn, với đôi dép, với đường. Dép chứ. Dép mình là. Con quỷ thì nói dốc mà mới có nhà. Mua đây. Thì dép nãy đại. Nãy đòi mua đôi dép đó. À, mua dép thì mua lại con đi dừa, tại dừa. Dạ, con đi dừa, nội đi dừa. Dạ. Dạ. Cái dây đàn ăn hả? Con dừa đi, chút cho dừa. Trọng nữa à? Lưu quý, trọng nữa à? Thấy không? Mày trọng lắm, mà bà, cái nữa bà. Chú này chú ai nói... Cái nữa bà. Anh, cái anh này nè, anh nói công nhận bữa nay có cô lại, bà phải ngồi nói chuyện với cô nhiều vậy đó chứ đời nào nói chuyện với ai. Cái gì? Đi về. Ôi bạn vừa nè. Con gái con lúa gì đâu mà ở ngoài đường hoài vậy? Thôi mày khùng quá mày. Thiệt quá. Con. Dạ. Nãy giờ biết gì không? Kêu vậy, em. Chút kêu vậy à? Nè. Kêu em về đi, chút nội về. Con gái đi ngoài đường á, rồi trai nó dụ rồi sao? Dụ bụng nậu rồi dụ. Cái gì mũ đậu nữa? Đi đây con, chút kêu dạ. Vậy. Cái gì đó? Đi về đi. Con gì à? Con gái con lúa ở ngoài đường ban đêm nó nguy hiểm lắm. Đi mũ nậu rồi. Đi đây con. Đi trời ta lo mà chửi chứ trời. Tắt cái đèn không? Đi đây. Tắt cái đèn sao? Con nó sáng mặt của nội kìa. Tắt ơi. Nữa à, chồng nữa à. Quỷ. Mình đi về nha. Đi đi người ta về. Ừ. Bà không về tao hả? Tao rồi. Rồi con về nha. Ờ đi đi, hai đứa về. Bà nội yêu. Đâu quỷ luôn, chọc quay à. Bà nội dễ thương. Ờ chồng nữa à. Mình nói lại không con? Dạ. Tao biết nói lại đâu mà đi. Đi em. Đi đi. Thôi, nè, nói, bắt tay. Bắt ông nội bắt tại hoài. Bắt tay cái này con về. Ở đây, quỷ luôn, chọc quay à. Đi con. Dạ. Con. Quay bên kia chú. Con mua thằng đậu nha. Mua thằng là chú mua mì. Thôi đi. Nè, bắt máy đi. Đi con. Đi con chú ơi.